Ok, tôi lên em. Hôm nay thì chúng ta lại thử vào con game mới. Game này có tên là Ladder Game Academy. Đây, chúng ta lướt thử qua cái trang template của họ. Phong cách đồ họa mà cái kiểu art style game này cũng đẹp hết đó chứ. Đây, rất là đậm cái nét màu viền luôn. Anh em nhìn cái này thì nó khá khá giống mà cái dòng game Persona á. Tôi nhìn thấy cái phong cách màu đen với mà mấy cái nét đứt đứt khá là nhiều này nè. Với cái kiểu chữ cách điệu nữa. Nó giống cái dòng mà Persona này nè. Đó. Thì nay cũng chơi thử rồi con game này nó ra làm sao. Game này nó cũng ra mắt là mới gần đây thôi, hồi đầu tháng 3, sao mà rớt gì mít xịt rồi ta. Nhưng mà 69%, 67% này đánh giá vài cái nữa là nó xanh lại thôi. Game này tôi cũng thấy là rất là thú vị đó, nên nay cũng chơi thử rồi làm sao. Nhận cũng khá lâu rồi, nhưng là nay mới có thời gian chơi. Game này hội thoại khá nhiều nha, mấy cái nhân vật nó thì không đơn thuần là con người, nhưng mà nó mang tính Fugi nhiều hơn á. Đây, cái kiểu hài tai này rất là đẹp nha, thiết kế nhân vật là rất là độc đáo, nó đẹp lắm. Đồ họa thì thấy ăn điểm rồi, còn cái gameplay thì chưa biết. Ở đây họ có ghi là Guild Time Tactics nè, thì nó giống với mấy con game mà dạng anh em nhập vai trong đó thì xen kẽ vào sử dụng mấy cái chiêu thức trong cái thời điểm đó đó. Nó giống với cái con mà Dark Envoy hôm bữa tôi chơi, hay gần đây có một con game cũng cái lối tương tự như thế này, đó là Final Fantasy á. Final Fantasy 7 Rebirth. Of the designs of the powerful black mages who control the city. Mình có thể tương tác với những người khác để tăng thêm cái điểm hảo cảm. Ngoài ra thì lựa chọn mấy cái này gì nữa nè. Đây mình có thể ngưng thời gian để sử dụng chiêu thức trong cái thời gian thực tế luôn. Em này đi nhúng nhau nhúng nhảy nhìn cậu nghĩnh quá không, giống mà Sugaka á. Nhìn phong cách chiến đấu thì cũng độc đáo hết đó chứ, rất ổn áp luôn, không đơn thuần chỉ là tin bay cho anh em. Nhưng mà chơi con game này anh em là phải điều khiển quản lý có nhiều thứ đó nha. Một con game cũng kiểu này mà tôi từng chơi trên kênh đó thì anh em. Đây, nó cũng là cái dạng Guild Time Tactics như thế này nè. Anh em có thể xem qua con game này cũng được nếu thích cái dòng mà thể loại Guild Time Tactics như thế này. Ủa, họ dựng channel mới hả? Nè, mình cũng cái dạng mà vừa di chuyển vừa đánh như thế này, vừa cách kill như thế này đúng không? Rồi, bây giờ chúng ta vô thử game ấy. Download cái gì nữa vậy? Update. Game này thì tôi nhận cũng lâu lắm rồi. Cài xong thì cũng để đó cho tới giờ luôn. Nay thì mở lên chắc là để lâu quá nên mình mới có update đó. Lát này phốc này tôi chơi mà nó vẫn tới bây giờ cái server nó vẫn chưa ổn định đó. Ra cả tháng trời đó. Mà chơi thì nó vẫn còn cái dấu hiệu giật lag những cái giờ cao điểm luôn. Server châu Á mình nó quá tải chịu không có nổi. Đi vô cái cổng portal xong đứng đấy giật giật. Đấy, cha đinh gạt nữa nè. Mấy con game lớn lớn mới được cái cha đinh gạt nha. Game của tôi đưa lên là còn chưa được Steam duyệt nữa, nên không có khái niệm cha đinh gạt. Nay thì cũng tính chơi game này á, nhưng mà nó chưa ra mắt, nên tôi cũng kiếm game khác để chơi luôn. Game này tới ngày 20 mới ra mắt lận, nên có thằng bạn nó rủ chơi á, nên cũng ráng chờ. Thì nó nhận thì cũng lâu lắm mà nhận cái tuần rồi. Vẫn đang giai đoạn Early Access nên đợi cái lúc game ra mắt rồi mình chơi luôn. Bữa thì cũng vô thử rồi. Đây là cái studio họ làm cái con game này. Đây là hiện thông tin về những thành viên của họ là mười mấy người nè. Cảm ơn mình đã ủng hộ cái trò chơi phiêu lưu này. Ủa không có option đó. À có nè, có nè. Lại tham ngày miên ngày mai là sao? FPS thì chắc về 90 thôi, còn máy của tôi nó không đủ mạnh để mà kéo được ba cái đó. Âm nhạc thì nhỏ lại một tí. Control này là mình đang xài phím chuột. Ở trên này nó cũng có hai loại riêng đó nghe. Chuột trái để chọn là chuột phải để di chuyển. Còn cái này thông thường đi. Cái
cái bên đây nó ngược lại anh thấy nhiều game. Một cái thành phố đêm tối, nơi mà con người và quái vật thì cùng tồn tại với nhau dưới ánh đèn neon này. Không có tiếng tâm gì ta. Cho đến khi mà cái pháp sư bóng tối á, bắt đầu cái đòn tấn công đầu tiên của họ. Ủa? Thôi chết rồi, lỡ bấm cái nút trên bàn phím là nó kiếm qua cái đoạn cắt cảnh này. Chuyện gì đó? Tại sao ngươi lại tấn công cái học viện như thế này? Ngươi dám tấn công học viện à? Anh trai và chị gái của ta. Đây là mình đó hả? Tên là Phở Bò hả? Firebot, Phở Bò. Quá nhiều người chết. Mình phải tìm ai đó còn sống sót ở đây. Thôi, này nó đấm mình. Chắc là dạng tôm tép nó hướng dẫn cho mình thôi. Khi mà đưa vào cái trạng thái chiến thuật thời gian mà ngưng động nữa, mình có thể là phân tích nó, nhắm chuột phải vô để coi nó hả? Đâu? Nhấn tab 3 để chuyển vào thời gian thực. Anh em đợi tí. Sao mà cái Winnet logo của tôi nó treo rồi? Nên nãy mới nó nhảy qua đoạn, mất cái đoạn cắt cảnh đầu game á. Khá tự chế nha. Cái thằng Acid View này đang làm cái quái gì trong cái sân vườn của học viện vậy? Điều này thật khó là tưởng tượng. À, mình có thể đánh mấy cái vật thể ở đây gom đồ à. Cái đèn này sao nó bay bay nhìn đã gì nè. Đi thôi. Cái này giống cái lọ thuốc á. Anh em nhìn cái lọ thuốc này với lọ thuốc này giống không? Hay là nó chỉ là đơn giản là cái bóng đèn? Tìm những người sống sót và kêu một cái thằng chiến binh hồi nãy nữa. Đi, sót. Nhưng mà sao nó khắc chữ ít chứ không chích gì nó khuôn mặt này lên vậy? Ê, đông có gì bạn. Chó người ta đã đánh hơi được cái thứ gì đó. Một cái thằng nhóc đi lạc nói vào đây. Mày có muốn đi chơi chúng tao không? Mày sẽ chết dưới kiếm của tao, lũ quái vật kia. Mày dám tấn công một cái à... Cái này gọi là cái gì ta? Leader Gamecast là cái gì? Nó là một cái học viện ở đây hay là tên danh xưng một cái người nào đó tôi không biết nữa. Ở bấm mất cái đoạn đầu game này. Tội con game này nó giết không được mượt nha. Bây giờ mình có thể sử dụng mấy cái skill. À, quy với đúp nè. Rồi đúp, đúp là chém một cái vòng tròn xung quanh. Rồi nó chạy vòng vòng về luôn hả? Chó của tao. Đầu gốn cái gì? Tao là lưỡi kiếm của bóng tối. Không có thời gian để chui đùa với mày nữa. Mày chạy á, mày chạy á. Thôi đập hồn gái cho nó chạy đi. Mình đuổi nó cũng không làm gì đâu. Đuổi xong đánh. Trời ơi, có cái đầu sọ gì bay vô mình 20 nè. Mình đánh lén nó thì được một đòn chí mạng. Đánh phải ngỡ nó chết rồi. Này cái gì đây? Nè, lâu lâu nó bị cái lỗi như thế này nè. Nó không có đánh vô cái thùng nè. Đây là nâng cấp của mình. Tôi có biết cái gì đâu trời mà đưa vô lựa chọn này. Biết cái này màu xanh dương, cái này màu tím không? Chữ nhỏ quá nha. Chí mạng cộng 5, tấn công cộng 9. Kháng độc thì trừ 5 điểm. Hatter là có thể cái tốc độ sức chiêu của mình đó. Hatter là cái nào ta? Thấy không? Hatter này trừ 2 mà máu lên tới 30 là nhà máu mình 200. Cái này là Nether này là cái gì đó?
con này mình có xài Magic không? Chín đạm thì rất là ngon đó nha. Chín đạm thì rất là ngon luôn á. Cái khiêu của mình là gây sát thương vật lý, cái này cũng có sát thương vật lý luôn. À đây là lướt chém nè, cái đoạn nãy anh em thấy trong cái Zalo á, không có bản đồ ha, nhân vật nó cũng đi hơi chậm đó. Trong cái chế độ chiến thuật thì mình có thể là tương tác với vật thể này. Từ 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 từ, không hiểu không hiểu. Mình chém cho nó xong rồi mình có thời gian chạy ra nữa nha. Đây nè, chém nó một cái nè, xong rồi lùi ra nè. Đó, rồi. Bùm 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 bùm. Máu đen vẫn là 200. Ồ, xong trận là nó hồi máu à. Mấy cái đồ sọ là gì ta? Mình có 300 rồi nè. Chắc là một cái dạng đơn vị tiền tệ nào đó trong game chẳng hạn. Nãy giờ thì yếu tố hành động nó trông cũng khá là ngon nghẻ rồi đó. Rồi thằng này chắc là quân mình, quân mình. Vỡ bò. Thời điểm tốt lắm bạn của tôi. Chúng ta đang chìm sâu vào cái hỗn loạn ở đây rồi. Mở bò thì tôi đang đi tìm cậu ở khắp mọi nơi. Tự nhiên mà nói hai cái lời ngọt ngào quá vậy ta. Sao sặc mùi lo gãy như thế này. Đã lâu lắm rồi thì tôi chưa có kế hoạch quay trở về nữa. Nên cảm thấy trống trải một cái căn phòng rất là cô đơn. Hãy kể cho tôi nghe mọi chuyện về cái điều này. Tôi không phải là cái người dẫn đoàn ở đây. Tôi sẽ giải thích mọi thứ ở đó nhưng không phải bây giờ. Thôi đi thôi, đi đó, đi đó. Có một cái thế lực nào đó đang có âm mưu cái gì đó vô cái trường của mình. Nhưng mà mới học sinh mới đi học mà cái học viện nó toàn hết đó. Bây giờ group select, nhấn nút tab để ra lệnh hoặc là nút số 1 và số 2. Ủa? Thì gom cả hai thằng gom sao? Gì á? À. Tiền mình có chia cho nó không đó? Bim bim đó nhé. Đứng đặt cái hòm kế bên can can mà tụi nó không nào phản ứng rồi nó thấy rồi. Khoan 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 khoan. Đi xuống đây nè. Bỏ luôn cái lệnh này được không? Số 2 bỏ nè. Số 1 đi thẳng xuống đây. Xong rồi cắt cái chiêu W là vừa. Rồi đằng số 2 này. Số 2 này nó có cái chiêu gì ta? Chém một cái đường đó gây chảy máu và gây 16 8 sát thương vật lý. Quăng ba cái lưỡi kiếm. Rồi, này cứ đi lại đây chém thôi. Cái gì? Thân kia đứng yên thôi. Đừng có để nó chạy. Mở cái này nó không được trộn đồ như nãy nữa. Không?
Rồi lâu lâu cái nó không đánh được mấy cái vật thể nào. Rồi được rồi. Sao tự nhiên nó phóng xa vậy nào? Đơn giản quá bực mà luôn, đánh đi trời, cứ cái lỗi bết mà không đánh được cái thùng nào. Lên cái ký hiệu này là nó gây cái gì, nó là gọi cái gì đó, ký hiệu này gọi là Agachen, nữ thần của sự đau khổ, một cái giáo phái mà nó có thể vươn tầm ra toàn bộ cái lục địa Mantago này. Vậy là cái bọn này nó đằng sau cái ký hiệu này nó vươn đến cái trường mình luôn rồi. Nhưng mà tại sao? Mình chưa biết gì về cái ngôi trường này hết mà đẩy vô tới đây à? Được có 2 bình máu rồi nha. Được nâng cái gì nữa không? Một cái chìa khóa. 3 trên 3 này là cái gì đó? Trời ơi, cái chìa khóa để ngay cái cổng. Rồi rồi đánh boss rồi. Nó to gấp 3 lần mình luôn á. Nào bây giờ hãy chạy đi. Người bạn bé nhỏ của ta đã quá muộn rồi. Mày phải trả giá vì những điều mày đã làm. Thôi nào các bạn. Thổi con game này nó mang tính hơi hướng trẻ con tí. Chứ nó không mà thực sự có chiều sâu quá nhiều. Để ý miệng lưỡi của mày. Tao sẽ cắt nó đi đó. Bây giờ thằng này chơi cái chiêu xây xây tiếp đi. Xong rồi đi ra đây để né cái đòn này. Còn thằng này vẫn là phóng cái phi tiêu trước. Xong rồi quy nó luôn. Mình đi qua đây nha. Thằng này vẫn dính độc á. Mình di chuyển trước mà. Trời ơi. Chưa gì vậy anh, nó đi mà nó chạy đi nó lấy thuốc gì rồi, bắt một con chuột mà để nó trượt thẳng vào cái tay của chúng ta, mình phải đi tìm mà cái bà hiệu dưỡng đã. Rồi đi thôi, sao vậy, không có gì thì chỉ là một cái cơn đau nửa đầu thôi, tôi cần phải tiếp tục điều tra. Tôi có những mối quan hệ ở cái xa lao này, chúng ta có thể là sớm gặp mặt ở cái chỗ này. Thằng này nghi nó có cái mùi gì đó nha, tóc nó cũng 2 màu nữa nè, mà nó lại thêm cái đau đầu nữa, có khi là đa nhân cách luôn á. Tôi sẽ đi tìm mộ Gen, chắc cô ấy vẫn còn sống, ít nhất là cô ấy cũng là rất đáng tin cậy trong những cái trường hợp như thế này. Xong cái phần hướng dẫn, bây giờ mình trở về cái học viện. Hoàng tử kiếm thực hả? Hãy cúi đầu trước những cái chúa tể Abalia Yanto. Tôi không biết mấy nhân vật này là ai luôn. Những cái con đứa con trẻ thân mến của ta, sự kiện ngày hôm qua đã đặt cái tương lai của mà cái bọn Aken này lên cái rủi ro cao nhất có thể. Chúng ta chưa từng chứng kiến sự phá hoại của nó lên đến tầm vóc như thế này. Gianto, ông này giống một cái giáo sư trong cái học viện này đó. Nhìn cái kiểu mà tri thức nè, thêm cái bộ đồ giáo phái, thêm gặp mắt kiến nữa. Những anh chị em của chúng ta đã bị bắt hoặc bị giết dưới mái nhà của chúng ta ngay tại chỗ này. Không còn cái phù hủy, không còn cái pháp sư bóng tối nữa.
hay là hoặc là cái hoàng tử kiếm thực gì đó, còn mấy cái loại động viên thôi. Manga, Doga ha, như Dogaemon nhé. Kẻ thù của chúng ta đã phạm phải một sai lầm lớn, anh trai của bạn đã phát hiện ra danh tính của chúng. Phát hiện cái méo gì, nó vẽ nguyên cái bản mặt luôn, cái logo trên mặt đất nó dằn thẳng mặt luôn, mà bày đặt ghi là phát hiện ra chân tướng của chúng nữa, làm như nó muốn giấu vậy đó. Nó công khai thẳng ra trước mặt luôn, chúng ta sẽ đi tìm kẻ thù và tiêu diệt chúng, bắt đầu một cái cuộc chiến. Đây là cái học viện của chúng ta, chỉ có một căn phòng duy nhất, mấy năm cái căn phòng này chưa cái nào mở cả. Bên đây là cái chắc là cái thời gian á, nó tính theo tuần phải không, không phải tính theo ngày, nhưng mà trong con persona thì sẽ tính theo ngày, mỗi ngày có một sự kiện gì đó. Cái phòng nghiên cứu hóa học này sẽ tăng cho mình thêm một số hiệu ứng độc để bôi niu nó. Ba cái thuốc này mua nó kéo vô hả, rồi xong rồi mua cái này, một bình thuốc có sẵn, tiền mình nhiều lắm, mua thêm mình nữa, cộng 125 máu, không có hồi mana, mình chỉ có thanh niên là phở bò này thôi. Bạn có thể xem cái mà chỉ số của nhân vật của mình ở đây, thì đương nhiên rồi, nó cũng có gom bao gồm những cái kỹ năng và những cái đặc điểm đặc trưng gì đó, kỹ năng và tài năng. Đây nè, mình có ba cái nè, thay khiêu được luôn nha. Từ từ, cái khiêu quy của mình là lướt chém 22 đam, trong cooldown là 10 giây, 22 mana thì mình có thể lướt 2 lần trong 10 giây, chỉ coi như DPS con của cái khiêu quy này là 2 đi. Tạo cái ngọn lửa xung quanh kẻ thù gây thiêu đốt 12 với 22, 10 hỏa đam mỗi giây. Nhưng mà hồi chiêu rất là lâu nha. Đầu game mình có thể mở combat bằng cách lướt thẳng vô nó rồi xoay xoay luôn, chưa cần đến cái chiêu này. Chiêu này thì mình phải bui theo cái đường phép, mà phép mình mới có 18 là cái này 29 rồi. Nên tôi vẫn nghĩ là giữ hai cái chiêu này đi. Level 3 thì mình được cái gì đó nữa. Level 2 nó có ba cái này thì tôi không biết là cái gì. Đây là năm cái lựa chọn nâng cấp của mình phải không ta? Nhạc con game này nó không có đồng bộ gì hết. Cyber mod, mình chỉ có tiền Cyber mod với cái tinh thạch này, tinh thể này. Bây giờ bắt đầu một cái nhiệm vụ, mình sẽ dọn cái thành phố mà dạng như độc trường như thế này. Đang trò chuyện với mà hai cái giáo viên trong trường nè. Cái này là cái trường học nè, anh em thấy có biển tên lớp đâu. Đồ họa cũng rất là đẹp nha. Shadow mà một cái khu vực là không có luật pháp, nơi sự hỗn loạn nghèo đói và ngự trị. Cái lũ mà acid fill á, acid fill là cái bọn nãy cái mà cái viên thuốc chất độc á, gọi là viên thuốc đi, acid đi. Nó toàn quyền kiểm soát cái khu đó luôn. Hiệu trưởng cô nghĩ thế nào về người trẻ đũa con tay con trai của tôi là sao đó? Con trai của ông này là ai? Ogen và đi mentor và những cái lựa chọn tốt nhất để hỗ trợ cho phở bò. Ogen với Demon nữa. Ogen hình như là con bé hồi nãy mình đi tìm nó phải không? Lúc mà nói cô ấy rất cần thiết và hữu dụng trong những cái trường hợp như thế này đó. Nếu như tôi nhớ không nhầm. Bây giờ mình có hai đứa hỗ trợ nữa nè. Còn Diamander này là học sinh giỏi thứ hai trong lớp học này luôn. Rồi. Ogen là một cái xạ thủ rất là quan trọng trong cái đội hình của mình. Nói chung là Phổi Bò và Ogen sẽ là hai mặt ở chiến trường để đối phó với đủ acid fill này. Những người lãnh đạo của chúng ta sẽ có những cái sứ mệnh riêng của mình. Sedena thì sẽ hoàn thành cái đội hình, khiến đội hình trở nên hoàn hảo hơn. Nhà thần bí học hả? Em này có khả năng là bui theo cái đường mana rồi. Chúng ta có cái thằng hồi nãy, cái thằng nhân vật chính chúng ta là thằng phở bò nè, là nó bui đường sát thương vật lý. Còn em Ogen này là xạ thủ, rồi thêm một con bé Selena này nữa là cái nhà thần bí học, chắc là bui theo cái đường phép. Còn về phần Demanding này, cô ấy sẽ giúp chúng ta điều tra về cái khu đó. Rồi kế hoạch phúc tấm, ba người này sẽ lãnh đạo cái mà đội ngũ, cái trường học của chúng ta, học viện của chúng ta.
hãy trông cậy và bắt đầu hỗ trợ cho họ những gì có thể dọn dẹp cái lũ mà Shadowfield đó. Đây đây đây, trời ơi, người thú hả? À, thú này về kệ có ngực rồi được. Ugen bạn ổn chứ? Đây là Ugen nè. Tôi không nghe được những gì về cậu vì từ cái buộc tấn công đó. Đừng lo lắng, tôi vẫn ổn. Tôi đang thực hiện một nhiệm vụ bí mật cho một cuộc tấn công mà sắp xảy ra. Tôi không phải gặp mấy cái tình huống tồi tệ đó. Nghe thì rất là tốt đó. Lãnh đạo của Acefield đang ẩn trong mà Sa Lao ngay bây giờ. Son Lao. Chúng ta cần phải có một cái rồi biết rồi, tôi qua đi, tôi qua đi. Hiệu trưởng thì sẽ chỉ định là hai em này với mà một cái em nữa giúp mình. Viết mấy cái thoại này nó dài dòng không ạ, không có truyền tải được cái gì nhiều vô. Rồi tự nhiên cái giới thiệu hoàn cảnh gì sau khi mà bố mẹ của tôi qua đời, nhà Sài Gòn nó đưa tôi về trẻ trẻ mồ côi đó đó cho đến bây giờ. Khu vực này được đào tạo từ những cái quận nhỏ 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 hợp thành, một số thì rất là bận bịu nên tội phạm thanh thiếu niên thì đã biến nơi đây thành cái ngôi nhà của chúng nó luôn rồi. Cái khu tràn ngập tội phạm nãy như cái bà hiệu trưởng nói đó. Ogen này là một cái xạ thủ, đòn tấn công thì thiên về vật lý rất là nhiều, không có phép luôn nha. Thực ra đánh tầm xa thì không cần chỉ số hút máu đâu mà cần chỉ số chí mạng ngon hơn. Đây 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 đây, cặp mắt to tai nhọn theo thêm mà cái mũ giống cái vương miện của mấy em hầu gái rồi đó đó, mặc bộ đồ cũng giống đồ hầu gái nữa nè. Chào Selena, hiệu trưởng đã yêu cầu tôi tập hợp những cái người mà đội ngũ tạo thành một cái đội ngũ ưu tú. Ừ, rồi được rồi được rồi được rồi, tiếp. Chỉ cần có ánh trăng chiếu rọi không gì có thể cản được tôi. Em này là gì? Nhà thần bí học là chim tinh hổng hả? Nên có mặt trăng vô cái là không ai làm tổn thương được em nó luôn. Đừng nói em này tăng cơ nha, tăng cơ giống cái em mà cầm cây chày mà xây xây đó trong là con game gì đó, game gì mới vô có một em cũng mặc đồ hầu gái phục vụ này chuyên gia làm tăng cơ luôn á. Genshin Impact đúng rồi, con bé là Noel. Demon đã dẫn bạn đến với chúng tôi, nếu đó là mong muốn của cô ấy. Mặt trăng đã chỉ lối cho tôi đến với bạn. Nếu là ước muốn của cô ấy, hãy gửi lời cảm ơn định mệnh đã sắp đặt cho đôi ta. Trời ơi, dịch mấy cái câu này không có dịch nhanh được. Được rồi, hiệu trưởng đã giới thiệu bạn cho tôi. Em này ở đầu xây mình như đứa đổ đó. Dù sao thì hãy chuẩn bị sẵn sàng đi. Chúng ta không biết phải đối mặt với những thứ gì ở đó. Bắt đầu khám phá một cái khu mà Sài Gòn bỏ hoang cái đó. Con mèo ở đâu nó nhảy vô đây ta? Niềm tin của chúng tôi sẽ bảo vệ chúng ta. Thầy em này là chuyên phép healer hồi máu, ngon. Hồi máu thì thường sẽ bôi là kháng phép nhiều, tại vì đứng ở cánh gà ngoài sao á, dễ bị ảnh hưởng bởi cái chiêu thức phép thuật hơn. Chúng ta đội hình có 3 người nè. Đây là phòng của em nói đâu phải không? Đây chúng ta sắp mở được cái phòng này hoặc là cái phòng này. Bây giờ bắt đầu cái nhiệm vụ. Đặt cái lính mình vô đây hả? Được 3 đứa nè. Quân địch thì rất mạnh với mà những cái kháng vật lý. Quân địch người cũng gây luôn luôn gây rất nhiều cái đạo vật lý này luôn. Một lượng lớn cái độc rồi chết rồi. Nó gây độc rất là nhiều, con mình đang âm độc. Sao chưa bắt đầu nhiệm vụ đi? Đã có một cái mệnh lệnh từ cái là pháp sư bóng tối là cái nhiệm vụ vòng vẹn này về cái chuyện đã xảy ra ngày hôm qua ở cái học viện của chúng ta. Với tư cách là người số 2 của học viện, vậy em này là dưới quyền bà hiệu trưởng này, dạng như là thư ký gì đó. Tôi sẽ cố gắng hết sức để giúp đỡ phở bò. Mình là ai mà lại VIP rồi như thế ta? Tôi cũng đang thắc mắc rất là bất ngờ cái lý do tại sao cái lũ kinh ghẹt đó
lại liên minh với cái bọn mà Acid Fuel. Đủ Acid Fuel chỉ là một con tốt mà thôi. Kinh ghẹt thì sử dụng chúng là để dọn dẹp những cái phần không làm bẩn tay của nó. Dĩ hóa ra cái bọn Acid Fuel đầu game là chỉ là mấy thằng cùi bắp thôi. Lũ Kinh ghẹt thì vẫn ở trong bóng tối đưa cái bàn tay ra là chỉ đạo mấy thằng đó làm việc. Thì Leon của thằng này nó đi với mình đầu game nào phải không? Nó đang làm cái nhiệm vụ bí mật gì đầu game hay gì đó. Đó là lý do mà tôi tốt nhất là tôi lựa chọn phở bò làm cái người lãnh đạo ở chỗ này á, chứ không phải là thằng đó. Nhiệm vụ thì vô đi, tự nhiên vô nhiệm vụ xong rồi cắt cảnh qua cái bên kia làm gì tôi không biết nữa. Nói chung mình vẫn đi đánh mấy con ghép này thôi. Rồi vô đi, hiệu trưởng đã giao nhiệm vụ cho tôi là lãnh đạo những cái đội quân của chúng ta. Đủ axit nó sẽ hối hận vì những gì nó đã làm. Em này nói chuyện là đúng theo cái kiểu tâm linh luôn. Tôi không nghĩ mặt trăng sẽ muốn ai đó phải chết luôn. Anh em đợi tí, có con mèo qua nó kiếm ăn gì đó, đưa tôi xử con cái. Ok, chúng ta tiếp tục. Rồi. À, mình có thể dơm lên dơm xuống nè. Cái này có đập đồ hay là đánh được cái gì không? Nhân vật đi khá là chậm nha. Con gì đây? Con chó hả? Từ từ, coi kill của em này cái. Em này có cái kill là hồi mana luôn, 15 mana, hồi máu, chỉ đơn giản vậy thôi. Còn thanh niên này 25 mana. Ủa sao cũng hồi máu nữa ta? Đấy, đấy, đấy. Đồ 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 nấm độc rồi đây, 8 kháng độc, 30 máu tối đa, trừ 2 kháng phép và trừ 2 mana tối đa, cộng 10 tốc độ tấn công, 30 máu tối đa, trừ 2 giáp, trừ 2 kháng phép. Bọn này nó gây sát thương vật lý nên mình ban đầu mình trừ cái này nó chả sao cả đó, trừ mà mana với giáp nó chả sao, nhưng mà máu mình tăng, kháng độc mình tăng rất là nhiều. Mình nhận được nhiều thì nó sẽ nguy hiểm hơn. Sử dụng tab là để chọn tất cả các hero luôn, không cần phải quét khối như tôi bây giờ. Rồi hụt cái trên này. Trời ơi. Nó xài máu thì xài sao ta? À đúng rồi, bấm vô đó là xong. Đi đường trên, đi đường trên. Bùm. À nó có bản đồ nè, nó phân theo từng phòng nè. Mình đi đây mình lấy đồ được á. Một là mình có chìa phá, còn hai là mình chủ động xâm nhập luôn.
nó sẽ cộng thêm mấy con quái nó mạnh hơn tí tí nữa đi, khi nào mình không có chìa phá thì mới làm cái trò đó. Nhắm thẳng nó bắn luôn. Sao phải đi xuống nữa ta? Ở đây còn cái bịch nữa. Mana nó vẫn hồi nhưng mà hồi hơi chậm. Tốc độ tấn công là 10, máu tối đa cũng 30, trừ 2 dép, trừ 2 kháng pháo, kháng phép. Chi mạng tấn công. Kháng độc máu tối đa. Cái này nó màu tím luôn nha. Tôi không biết cái này là cái gì. Nó là tăng sát thương cho kỹ năng chẳng hạn hay là cái gì đó. Còn đại thưởng cái rồi. Sáu trên tám rồi. Ở trên này nó còn một cái kho báu nữa nè. Không thấy quái đâu. Đây 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 đây. Chết rồi, thằng này nó lại gần quá vậy. Bây giờ nó làm trốn luôn kìa. Thằng này là cái thằng này là một cái thằng đang kinh doanh với bọn cái lũ acid fuel này. Tôi không thể ngửi thấy cái mùi gì từ hắn ta cả. Tốt nhất là đừng có can thiệp vào cái chuyện kinh doanh của nó. Mọi người đều có thể tự do với giao dịch với bất kỳ ai, miễn có thể có tiền là khách hàng của tôi. Kể cả những cái con thú nhỏ bé đằng kia đã đang nói tụi mình đó. Rồi, nói chung thằng này là cái thằng bán hàng thôi. Trong cái tướng nó bự bự giống mà cái thằng bán hàng trong cái sàn bị bồ ha. Mua hàng. Trời ơi, mình có còn có 200 đồng à. Máu thì mấy cần đâu. Cái này 200 nè. 5 phép. Trừ 3 giáp là hơi nặng đó nha. Tôi nghĩ là 5 phép là nó không có ngon mấy. Hố rồi. Nhìn tưởng đâu cái kho báu hóa ra là cái thằng bán đồ. Trời ơi. Chém cũng chém phục nó không góc thôi. Game này làm đồ họa mà FF. Ủa dính cái hiệu ứng gì nè. À đứng trong cái sương mù này để tránh tăng 20%. Tiện quá ha. Đây đây. Thằng đó chắc là học viện bên học viên bên cái trường mình á. Nó đang đấu với lũ kia kìa. Cứu nó. Go.
Rất mừng vì anh ấy vẫn còn nguyên vẹn ở đây. Còn anh đang làm cái quái gì đó. Yahoo. Yahoo biết gõ thì sao đâu. Ông này, thằng này nó nói chuyện theo cái kiểu hơi đục đục đó nha. Nó tự xưng tên luôn. Những cái đứa như vậy thì hơi bị khó. Một là cái tính tự tôn nó rất là cao, còn hai thì nó rất là bình thường. Bạn đó nói chuyện nó cũng cù gờ nữa. Sao anh ta có thể sống ở cái khu mà vực đầy nguy hiểm như thế này? Anh ấy là một con quỷ đồng. Một con quỷ mà chon. Con chon đồng. Con chon là dạng mấy cái con mà anh em coi mấy cái fantasy chắc cũng biết nhiều rồi. Con chon với dốc da đồng này rất là cứng rắn luôn. Hiệu trưởng cũng nói kể cho tôi về anh ấy được rất là nhiều. Anh ta sinh nấy là sinh ra là lớn lên trong cái vùng gọi là Sa Lâu này, sống trong một cái thành phố, một cái thành phố mà đầy rẫy cái sự đen tối luôn, nên bây giờ nó cái khu này nó rất là quen thuộc như cái nhà của mình này. Mạng lưới của Acid Field, cái cộng đồng nó tồn tại ở khắp mọi nơi, một cái mạng lưới truyền thông. Điều đó giải thích mà cái cách mà lũ Acid Field nó tấn công vào cái trường của mình một cách rất là nhuần nhuyễn như vậy. Lại nói chuyện là mặt trăng, con bé này cũng mở miệng ra là mặt trăng mà, chị Hằng á. Ủa thằng này nó không vô mình còn đóng đồ nữa hả? Khả năng này nó là cái gián điệp ở khu này. Năm chí mạng, chín tấn công trừ 5 phép độc trừ 2 phép thì cho ăn Ogen đi. Tấn công với né tránh thì cho mình cũng được á. Nhưng mà chí mạng thì chắc Ogen nó cần hơn. Cái này cũng ngon nha, mana tối đa nè. Ê ê, lỡ lỡ. Đánh đi chứ. Trời ơi, lâu lâu nó bị cái lỗi nó hoài. Hồi nãy mình nhìn ra cái chỗ mà cần cái chìa khóa nó nằm ở đâu ta? Đây đây, đây bên đây là đó. Không có lôi thằng kia đi được ta. Năm chí mạng, chín tấn công trừ 5 kháng độc trừ 5 phép. Đánh cái thùng đi. Trời ơi. Rồi bây giờ nhắc về được rồi. 12 mana. Em này mana rất là cao rồi. Sau này không biết có nên lên đúng không? Thôi cứ lấy thôi. Chưa lên level 2 nữa. Tôi cần cái nhóm ưu tú của bạn rất là nhiều. Sức mạnh là cái sự đề kháng nó đáng kinh ngạc. Coi đỡ như chúng tôi rất là nhiều rồi. Thằng này là tăng cơ nè. Nói chung bây giờ mình đã được 4 mạng rồi đó. Các em, những cái gì mà em tìm thấy ở đó đã giải quyết những cái nghi ngờ của tôi về cái lũ Acid Field này. Hành động của nó đang thông qua một cái mà mạng lưới liên hệ bí mật gì đó. Rất là quy củ nha. Chúng ta thì không có nhiều thông tin về cái lũ mà Acid Thai. Acid Thai này là ai nữa? Hồi cái mấy thằng kia là Acid Fuel, là mấy cái viên thuốc mà Acid. Còn cái này Acid Thai là cái dạng tóc Acid luôn á. Anh ấy là một cái gây eo, cái tộc eo màu xám mà. Eo thì tôi nhớ là có eo bình thường á, là da trắng rất là xinh nha. Với mà cái đách eo là những cái em mà da tộc eo á, mà nó da nó đen hơn. Nhưng mà trong con game này chúng ta có gây eo nữa, là eo xám á, thì tôi không biết nó là cái gì. Anh ấy thì có một cái thể hình rất là to luôn. Nguồn gốc của những đột biến của anh ta thì vẫn chưa biết nó là cái gì. Hãy cẩn thận, anh hắn là một cái kẻ nghiện ma túy và rất là nguy hiểm. Nó là nghiện thuốc hả? Hắn là thủ đỉnh của cái bọn Acid Field. À, cái thằng hình như là cái thằng đầu game á. Nó thì không thể điều khiển được cái tâm trí của bản thân nữa. Hắn chắc chắn là một kẻ hung ác và rất là man rợ. Mình vẫn chưa biết cái ông này là ai luôn, chưa có giới thiệu gì hết. Bạn sẽ phải cố gắng hết sức để chiến đấu với hắn. Sử dụng cái chạm xá này cho cái anh hùng nó nghỉ ngơi để hồi phục mấy cái energy.
Nvidia 3, cái ống ở dưới này là như là cái ống kinh nghiệm 30.000 để nâng cấp. Nâng cấp thêm một cái thoải mái. Ba này đã mắc rồi, ba lên 4. Ba lên mắc. Một tuần. Nằm nghỉ không tốn một tuần. Rồi bây giờ làm gì nữa? Đây là nơi mình có thể tăng các mối quan hệ giữa những anh hùng với nhau. Tôi thích bé này hơn. Rồi làm gì? Đâu có làm được cái gì đâu, không có động phòng hoa chúc với nhau được hả? Đây là nơi nói chuyện gươm gã, trò chuyện với nhau thôi. Ok, nói với tôi rằng mặt trăng, bạn thì rất thích mặt trăng, rất thích mặt trăng rất là nhiều. Thằng này nó cũng là cái fan cuồng của mặt trăng đó. Chân đẹp chân sáng, Gahu chân rất sáng khi Gahu là một cái đứa trẻ. Mặc dù mặt trăng chân nó rất là xa, mặt trăng thì rất đẹp Yahoo. Bạn không cần phải chạm đến mặt trăng để có thể rơi vào lưới tình của cô ấy, bạn chỉ cần tham gia cầu nguyện cùng với tôi là được. Cái gì nữa đây? Rồi, nghe lời nó cầu nguyện đi. Cộng 2 điểm mối quan hệ. Hóa ra cái cách mà tụi nó tăng với mối quan hệ như thế này. Em này là cái em mà số 2 trong cái học viện này dưới trướng cái bà hiệu trưởng á. Trách nhiệm mà Chúa Tể Lotus là đưa cho chúng ta thì rất là lớn lao luôn. Những cái kẻ tấn công vào học viện á, đã cách đây hơn 40 cái chu kỳ trăng là làm sao ta? Là cái khoảng thời gian này là nó nhiều hay ít tôi không biết nữa. Trung bình thì cứ một tháng chúng ta gọi là một cái chu kỳ trăng đi. Vì 40 tháng thì chắc cũng khoảng 3 năm rưỡi á. Rồi tôi hiểu, tôi sẽ chịu thêm cái áp lực về cái điều này nữa. Bạn không phải người duy nhất phải đối mặt với vấn đề đó đâu. Tôi ở đây để giúp cậu. Này Phở Bo, có biết gì về mà cái quá khứ của bà hiệu trưởng không? Này cái tên Phở Bò thiệt á. Anh em nhìn hai cái sừng nó giống như cái sừng bò luôn nè. Rồi rồi, theo những gì mà bố đã kể cho tôi thì cô ấy là một cái gì? Cái này là cái gì ta? Cái này giống giống cái thương gia, à cái lính đánh thuê. Một cái thợ săn rất là trẻ luôn, cô ấy đến từ cái Byzantia này để tìm một cái nơi ẩn náu sau khi cô ấy giết cái người tình trong một trận đấu tay đôi. Đúng rồi đó. Đấu tay đôi đến chết rồi trong cái người tình ngọt ngào của mình. Tôi không biết về điều đó. Cả hai đều theo đuổi một cái kho báu như nhau. Cùng theo đuổi một cái kho báu. Chúng ta đều có một cái suy nghĩ hơi bị kỳ lạ. Hai đứa này thì nó ngủ rồi. Máu thì mình nếu cần. Mấy cái này thì tôi không biết nó làm sao để lên. Nên bây giờ chắc là hết tuần này thôi. Ủa Bách Gia à, vẫn đi làm nhiệm vụ được đó hả? Từ 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 từ, vậy đâu có cho nó ngủ được đó. Thức dậy. Mình chỉ có thể đưa ba đứa đi thôi, là đưa anh thằng này. Con bé hồi máu này thì chưa cần đâu. Không cần con bé hồi máu, cho thằng nhân vật chính nó ngủ nhà đi, dẫn con Ugen này đi. Thằng này nó ngủ ở nhà rồi. Ba 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 ba.
bọn phiêu thì tiếp tục gây hỗn loạn ở vùng đó. Chúng ta cần phải nhanh chóng quá phá hủy cái mạng lưới liên lạc để ngăn chặn cái lũ tay sai của nó. Rồi đi phá cái thiết bị truyền tin gì đó chắc vậy thôi. Vẫn là những cái vật lý này. Mình có thằng tăng cơ mới rồi. Rồi nói chuyện đầu game đó, đó thấy không? Chúng ta phải cần phải tìm ra những cái thiết bị truyền tin đó nhanh nhất có thể. Lại tiếp tục về mặt trăng. Lên ba con lên ba rồi. Nó thì hét lên trong cái phạm vi gần thôi. Xong rồi nó chặt luôn. Đấy đấy anh bấm lộn hồi máu cho quân địch rồi, trời ơi. Bấm lộn hồi máu vô con chó thiệt. À 16 giáp nè, 10 tốc độ tấn công nè. Đánh chậm hơn hả? Thằng này thì đam nó không có nhiều, đam nó khá ít cho nó thường tăng luôn được không? Đây mình phải phá cái thiết bị này đây. Nó tăng luôn. Cái gì sao không đánh mà nó đi thẳng lên. Gì cái gì như vậy là phá xong rồi đó hả?
Ôi một đống hòm luôn. Mở cái gương là nó lên cái độ khó thêm tí. Mình không có xếp được cái đội hình nữa. Lại gặp nhau nữa rồi. Bạn sẽ luôn tìm thấy tôi ở những nơi mà có cái lũ school hoạt động như thế này. Anh bán hàng ở chợ đen như thế này à. Mình có 600 tiền. Hai cái này khác nhau méo gì không? Mua luôn cái mình đây, bệnh gì cử. Tiền không thiếu. Cái bãi này mình đi qua được không ta? Không. Lên được gần 300 tiền luôn. Lũng cái này nó 300 luôn. Này nó ngắm lâu dữ thiệt á nè. Thằng này máu nó không mất luôn. Trâu dữ thiệt. Nhạc game này làm cũng được á, nhưng mà nó không có đồng bộ với nhau. Này là cái gì? Trời chơi gacha ông ơi. Quay một lần tốn 30. Win được cái đống này. Tiếp tục win luôn, win lần thứ tư thì được cái gì? Thua. Chết cụ. Ây chết cụ. Trừ 1 né tránh, 10 máu tối đa. 0.3 sai OE là những cái chiêu thức diện rộng của mình sẽ tăng thêm một tí. Cái này mở rồi mà nó vẫn phát sáng nè. Quá đơn giản luôn. Trời ơi.
16 giáp, 10 điểm cán mà trừ 10 tốc độ tấn công, 10, trừ 5 cán độc. Chúng ta đã phá hủy toàn bộ cái những cái cỗ máy ở đây rồi. Để tiếp tục di chuyển đi. Khu giấy của tôi có mách bảo một cái mùi hương là mùi hôi thối ở rất là xa, đằng xa đó. Ghê hu muốn ăn nhiều hơn. Tôi không phải ghê hu ăn hơi nhiều, tôi không phải nói cái tiếng mà xì hơi của bạn đâu. Đó là cái mùi của cái lũ mà axit hay không? Hắn đang ở rất là gần đây. Nhận để gì? À, đây em này chắc bên mình này, nhìn mặc cái bộ đồ kìa trời. Ông nào thiết kế những cái nhân vật này vậy? Mặc bộ đồ như thế này đó hả? Cái lũ nghiện ngập này. À không, cái con phôi sành này, nó bên kia nó đang chửi mấy con này. Lũ chúng mày không thể mà giết được một vài con chuột nhỏ bé như thế ở đây nữa hả? Kim Gẹt đã thỏa thuận với mày, nhưng mày không thể mà bào chữa được gì cái điều đó. Có cần tôi phải nhắc lại rằng cái lũ mà cái thành phố Sa Lao này thuộc về chúng tôi hay không? Bạn cần sự giúp cái gì? Mày cần cái sự giúp đỡ của chúng tao để làm yếu về cái lách magic này, để có thể điều khiển cái khu AB AB Jactalia. Hóa ra em này bên kia nhìn nhìn cầm cái lưỡi hái thấy đúng đã luôn đó nha. Đức vua Mago của tôi, nếu không thành công khuất phục được cái lũ mà ở cái học viện lưỡi kiếm đó, học viện lưỡi kiếm đi, rồi nó đang nói về cái việc vận chuyển thuốc vậy đó. Dịch cái này thì nó tốn thời gian quá, nó viết chữ đều đều như thế này nè. Tôi là một cái nữ tư tế cao cấp ở cái của mà kinh ghẹt á. Em này mà là nữ tư tế hả? Tao có thể nghiền nát mày chỉ bằng một cái búng tay thôi. Rồi, đã hiểu được thông điệp, Voi Xanh. Mục tiêu là chúng ta sẽ cùng nhau làm cái việc đó. Mình qua mình đấm nó luôn được không ta? 12 kháng độc nè. Chơi 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 chơi. Ủa, con bé này hết mang bài được hả? Bây giờ đâu có đi đâu được nữa đâu. Cái này vẫn phải quay về rồi. Lên level 2 hết rồi. Thằng nhân vật chính của chúng ta vẫn level 1. Các em đã làm tốt lắm những đứa trẻ của tôi. Tôi sẽ thông báo rằng cái mà nghĩa địa lớn hả? Là cái quái gì vậy? Đang canh chừng cái lũ mà Kim Mango này, là cái thằng Mango, Đức vua Mango, cái ông trùm của cái con nhỏ tư tế hồi nãy đó. Hắn là cái ông trùm của cái khu sa lô này. Nó đang để mắt tới tất cả mọi thứ luôn. Cái lũ Aegis II này là cánh tay mặt của hắn. Rồi hiểu rồi. Rồi xử nó hết luôn, xử như xử cái lũ kim ghét luôn. Fabi Boss bây giờ đã nghỉ ngơi đủ rồi, anh ấy sẽ nhận cái vai trò lãnh đạo trong cái cuộc chiến sắp tới. Phở bò, Kugen, hãy đi cùng tôi đến cái nhiệm vụ tiếp theo. Sau mà cái cuộc tấn công lại học viện này, thì chúng ta cần phải học được một cách tự vệ trước đã. Chuẩn tutorial quá. Mình với các em sẽ thủ nè. Cái ở trường này vẫn còn để lại những cái dấu vết của cái cuộc thảm sát luôn, cái mùi máu như sọc thẳng vào lỗ mũi của tôi vậy á. Rồi dân ta cảnh như thế đủ rồi, chúng ta sẽ đi trả thù thằng này mà máu chiến quá. Nói chuyện với ông Target này. Bố hả? Rồi có hai cái sừng như nó vậy nè.
Hèn gì hồi nãy lúc mà nói về cái quá khứ bà hiệu trưởng á, cái thằng phở bò này có nói bố nó có kể, hóa ra bố nó là ông này luôn. Mày muốn trở nên mạnh hơn phải không? Đó là lý do là cái cháu ở đây, cái con ở đây á, cái người ở đây đây, cuộc làn sáng của học viện đã bộc lộ một số cái điểm yếu của chúng ta, để cái tình trạng nó không xảy ra lần nữa. Bây giờ ta sẽ đào tạo cái con trở nên mạnh hơn. Cha có thể trông cậy vào con ở cái việc bảo vệ học viện như thế này. Tôi cũng không mong cái điều đó. Bây giờ hãy chú ý, tôi ở đây để sử dụng sức mạnh. Chắc là dạy cho mình cái chiêu anti hay là cái gì đó chẳng hạn. Rồi, tấn công sa con, hãy tấn công sa con này, là cái con này đó hả? Bằng cái chiêu kiếm sấy của mình, lóc kiếm của mình. Đi đập vô cái thằng sa con. Cái kỹ năng của mình thì có thể gây ảnh hưởng đến kẻ thù, mục tiêu là kẻ thù phù hợp thì có thể sử dụng sức mạnh cho cái kỹ năng của mình để trở nên mạnh hơn. Bây giờ thì tôi đã nguyền rủa cái thằng sao con này bằng bùa tao, hãy tấn công nó nhưng bằng cơn lốc kiếm của mình một lần nữa. Đó, tạo được cái combo nó nổ đam liên tục như đã không. Bây giờ lưỡi kiếm đã trở nên rất là mạnh luôn, mạnh mẽ hơn lần trước rất là nhiều rồi. Ổng đang dạy mình cái combo hay là cái debuff gì đó. Ổng trưởng nhỏ khóc luôn kìa, khóc ra máu luôn kìa. Bỏ bò, xin lỗi con trai. Rồi bây giờ ổng dạy mình mấy cái hiệu ứng boost với debuff của môi trường á, như hồi nãy rồi đi vô sương mù thấy nó giảm 20% á. Hiệu ứng đốt cháy đã dữ dội hơn rất là nhiều luôn. Rồi ông đào tạo cho mình là hai cái skill mới luôn, ngon. Không phải gọi là skill mới nữa mà dạng nâng cấp skill lên. Trong tương lai mình sẽ trở thành một cái nhà lãnh đạo của cái học viện này. Đi mà ông bố chỉ cái là lên được level 2 luôn. Nhấn chuột phải vào á, sống nhấn chuột trái rồi lấy nhấn chuột phải không? Bây giờ đã tăng thêm, nó bắt mình nâng cái kêu luôn hả? Cái kêu đó nó nằm ở đâu vậy? À đây nè, đây nè. Lên level 4 thì mình sẽ học được cái kêu này. Mana mình có 40 thôi, nên mình xài hai chiêu này cái là cạn sạch luôn. Cái chiêu này thì chắc để đánh boss thôi. Nếu mình cast nó trong sương mù á, thì cái thời gian kéo dài nó sẽ lâu hơn. Nếu mà nó được sử dụng mà trong khi chảy máu á, làm sao để có cái chiêu hiệu ứng chảy máu ta? Chắc là cái thằng này. Cái ta lành nó lên mà mình không có chọn qua được đâu. Nó hiện dấu chấm than ở đây. Cái xét là cái gì ta? À, energy để mình đi làm thường xuyên hơn, cái đó ban đầu chưa cần đâu. Mày cứ thường đam thôi. Cơ hội chí mạng 40 được rồi.
tăng thêm có 4 thì không cần, nó không bằng tăng đam. Con này thì đương nhiên là lên phép. Thằng này đương nhiên là tăng rồi, suy nghĩ gì nữa. Pháo. Cái thằng này nè, nó đánh nó sẽ gây dễ máu bằng cái QQ, thì sau đó em này bắn vô là đúng ngon luôn. Chọc con mắt này vô luôn. Đó. Vậy là cái chiêu đầu của thằng này với mà con bé này, hai cái tổ hợp hai đứa này đi chung với nhau hợp á. Ngồi cái này đi, cái này nó có thêm hiệu ứng nguyền rủa nữa. À cái này nó giải được cái hiệu ứng đốt cháy luôn nè, tôi nghĩ khá là cần nó nha. Con bé này không cần cho nó trên đông luôn, hai cái chiêu đừng hồi máu đi. A Z E G đó. Ủa sao không QA W D vậy? Thậm chí nó có thể giải được cái lời nguyền luôn. Ngon. Con này nó vừa đi với tao rồi vừa đi với lép nữa. Thằng này đúng phế, nó không có chơi được với ai cho nó. Giây. Nó có khả năng gây thiêu đốt, thiêu đốt thì có ai cast được vô nó không? Đây thằng này chơi siêu này xong tới này rồi tới này ba đứa đầu không cần em hồi máu. Ủa cái nhiệm vụ này bắt buộc phải có hai đứa như thế này hả? Bốn đứa đi được không hả? Thằng này nó còn ngủ nữa trời. Cái giường ngủ nó nằm ở đâu vậy? À đây nè. Đi thì chắc chỉ gần ba đứa thôi. Em nãy nhà ngủ đi. Rất là nhiều bẫy luôn. Có những thằng đánh bom cảm tử nữa. Độc. Cái này kháng sát thương vật lý nhiều mà hai ba đứa này toàn sát thương vật lý không à. Nhưng mà con bé kia cũng làm gì có phép đâu. Đợt này tôi đi thứ ba người này coi nổi không ạ. Ủa? Thiếu người nó không cho đi vậy? Trời ơi. Combo là thằng này tới thằng này rồi tới này 1 2 3. Combo theo thứ tự 1 2 3. Thằng này nó đi dạng như nằm vùng chứ. Nhờ nguồn cái thông tin mà ở Salo của tôi cung cấp á, đã tìm thấy một cái địa điểm mà cái lũ hai axit nó thường lui tới. Chúng ta còn đợi cái gì nữa? Tôi không chắc thì bạn có đủ cái thẩm quyền mà để giao cho chúng tôi một cái nhiệm vụ hay không. Kế hoạch của tôi chỉ thành công nếu như bạn hành động nhanh chóng.
đừng có lảm nhảm ở đây để mất thời gian quý báu nữa. Rồi đi thôi. Tài năng phép thuật của tôi là của bạn luôn. Bất cứ điều gì bạn muốn, ánh trăng sẽ mà soi lối dẫn lối cho bạn. Trời ơi, con bé này nó lị mình. Kệ thanh niên phở bò mà. Tương lai thành mà con của nắm quyền ở học viện đó rồi. Cái gì mới vô mà thấy thằng này nó đứng kế bên mình luôn rồi đó. Phở bò. Thằng Aget là nãy đã cung cấp cho nguồn tin rất chính xác rồi. Hẳn là tao đang mơ. Lũ sâu bọ tụi mày, lần này lại đến đây nữa, không có cơ hội bắt được tao đâu. Thằng này không có giữ bình tĩnh được. Để rồi xem, chúng tao sẽ làm cái việc đó cho mày. Trời ơi, đứng gì cũng dính nữa. Rồi quên nữa, cái chiêu W của nó không phải là hồi mana. Ủa, cái gì? Rồi bị phát hiện con mẹ nó rồi. Trời ơi, để nó đi lại gần đi. Thằng số 1 này. Rồi tới hàng số 2 này, nó sẽ đi lên nó tàu. Chứ gì không đánh cái này đi. Ấy da. Nó hay hit chết luôn rồi. Bị thằng này nó đẩy hết chưa? Làm lại. Làm lại. Ủa? Đi về cái là hai đứa nó không đánh được nó luôn. Con game này không có safe load gì luôn nha. Thôi, qua từng thôi. Bó tay. Phở bò mất tiền ở cái câu lạc bộ mà buổi tối, câu lạc bộ ban đêm. Đi mà massage cái gì với anh. Trời, ở nhà không mà nó cũng mất tiền nữa. Game này nó không có như cái con mà Persona. Người ta đi làm thêm, người ta tốn tiền. Tưởng tượng nữa đây. Chưa tới. Vậy là mỗi tuần mình bắt buộc phải đi một cái nhiệm vụ hả? Ugen bắt buộc phải có trong cái nhiệm vụ lần này. Nhỏ ngủ không cho nó. Đi là cái nhiệm vụ cũ được không? Mình với con Ogen này đi thôi được rồi. Lấy ngân gáo này. Lấy Selena thiệt. Bây giờ là nó bắt buộc mình mới đi chứ không được kiếp từng nữa. Đó, vậy là bây giờ cứ lang thang đây hoài vậy đó hả? Nếu trường hợp mà hai đứa đều không đi được là khỏi làm nhiệm vụ luôn. Thiết kế game gì kỳ cục chứ.
bắt đầu nói chuyện về cái mặt trăng. Con này cứ mở miệng ra là mặt trăng à. Thôi tôi, nhanh 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 nhanh. Chọn ở trên một, chọn ở dưới là hai. Thử lại lần nữa này. Thằng này là cái thằng gián điệp nằm vùng đầu game mới đi với mình nè. Mấy cái này tôi vẫn không biết xài sao luôn. Đầu game nên đưa một hai cái vật phẩm nào vô mà để cho biết cảm giác là cái gì chứ. Bây giờ không đứa nào được ngủ hết. Làm lại nha. Gọi đi thôi, nhanh đi. Nói chuyện nhiều quá. Tôi cây cú rồi đó. Mày đãi tự nhiên cái thằng nào nó có khả năng đánh thất văng mình văng vô cái thùng nổ luôn. Đúng ảo ma luôn á. Ủa, sao giống hệt cái màn nãy mà không có cái thằng kia vậy? Ngửi thấy cái mùi đó không? Cái mùi Yahoo đúng. Phá bốn cái chuồng thú này, đánh bại bốn con chó dữ. Đấy à, đấy à. Kìa, có con chó này kìa. Rồi, nó chết luôn rồi. Rồi nữa anh. Chết luôn thì có cái nào cứu được nó không ta, hay là nằm nó luôn. Rồi có cái thùng nổ đây rồi, ăn cám luôn. Hấp em hồi máu rồi. Đánh đi, đánh. Con bé kia làm sao ta? Trừ một cái này nó là trừ một sao? Sống rồi. Trời ơi. Nãy bỏ cuộc hơi sớm. Chơi hơi ngu. Bây giờ thì vẫn là ngu hơn thôi. Ở đây nó có cái đường nào vậy? Con này lùi ra sau một cái làm ơn.
Ừ, sao sao ta? Bị lửa đốt nữa. Hiểu hiểu. Ủa? À, cần một cái chìa khóa để vô đây mới lấy được kho báu. Tại cái chuồng chó nữa hả? Cái chuồng này không có bình thuốc ở đâu cả. Chín đàm bốn né tránh. Không có con chó nào hết. Chờ anh chó giờ nó mới xuất hiện. Cái tiếng chuông nó cong 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 là cái quái gì vậy ta? Rồi biết rồi, nói hoài khỏi giới thiệu nữa. Không bấm mua được, không đủ tiền. Lỗ rồi, lỗ nặng rồi, mua 400 mà xả lại có 300 mà. Rồi lấy dần nhỏ này thôi. Máu nó quá, máu nó lên dầm làm mấy à? Nó bị kẹt cái hình gì đó nè. Rồi ơi, này sao tắt được ta? Game này nó còn nhiều cái lỗi bớt quá nha. Như thế này là không chấp nhận được rồi. Một hồi tôi không biết có xài được cái chiêu thức nào nữa không à.
Hay nó còn dám chạy xuống hả? Cái này mình đi xuống được không ta? Học ở trên rồi. Chạy luôn. Em này đi ra sau giùm cái. Này đi lên. Điều khiển nhiều nhiều lúc nó ngu như thiệt đó nha. Đây ở đây ở chuồng chó đây phải không? Không có con chó đây, nó đi đâu rồi? Mười một rồi nè, cao quá đó nha. Rồi bị kẹt cái siêu nữa rồi bà nó. Rồi được rồi, bắn được rồi. Làm gì có sương mù nhỏ đây đâu. Không cần xài cái bình này luôn. Đó, nó đánh mình gần như không mất máu nè. Không hiểu sao không xài kêu được luôn.
Game này nó lâu lâu mấy cái lỗi điều khiển nó khó chịu phết luôn á. Rồi, một cái đồng chí mạng vào cái đội quân của lũ Aegir này. Tí nữa tôi kén mà chơi cái nhiệm vụ cái 4 sao dưới đó. Giết cái thằng mà AI 2 á. Hai trên ba lần sau đó mình vẫn còn thiếu một cái gì nữa. Sót chỗ nào không? À, 2 trên 3 này chắc là 2 trên 3 cái điểm hồi sinh mình xài tối đa được 3 phát một lần. Lên level 4 luôn đó. Phá hủy cái thùng chứa của nó, một đòn giáng mạnh vào cái lũ mà ACFU này sẽ làm tục cái cảm giác của nó xuống. Không có bỏ được hả? Cái này phải cắt trong sương mù thôi mà sương mù ấy không có. Hồi 4 máu trên dây cho tất cả các đồng minh luôn. Thằng này nó trâu hơn nữa rồi. Cái này chỉ khi mà dính độc thôi. Cái này sương mù không? Ba cái khiêu đầu vẫn ngon. Nhưng mà giảm giáp tụi khác thì cũng khá là ngon nha. Nhưng mà làm gì có độc đâu. Em mình đâu có ai bui được cái đường độc. Không con nào có độc hết trơn á. Cái này vẫn cách đi khi với độc nữa nè. Thôi, chưa có bôi được đường độc. Nên cái bộ kêu ngoài sau này là không có tác dụng gì nữa. Tăng đam cho cái đòn tấn công kế tiếp lên 120%, bao gồm cả nguyền rủa luôn. Đây, cái chiêu này tạo ra độc được nè. Chiêu này xong rồi tới chiêu quy. Cái chiêu này nó tính theo đam phép của mình, phép mình chở có bao nhiêu cả. Nhưng mà nó gây được tiêu đốt thôi, để vô. Level 6 thì mới ngon, level 5 cũng chẳng có gì hơn cả. Này được cái gì? Từ từ không hiểu. Mà mình thêm một cái kỹ năng vô cái lá bài của mình. Con này 5 lá tấn công luôn. Chết rồi. Xài mấy cái này thì nó tốn cái gì ta?
Trời, còn có một giáp, còn có bốn máu rồi, chả đấm méo gì hết. Một ngàn tiền chỉ để tăng những cái chỉ số như vậy thôi đó hả? Ít năm là sao? Lên được 5 lá cùng lúc không? Ừ, cái lá này vẫn còn nâng được lần nữa hả? Nâng đi thì nó mất cái dòng này không ta? Magic Gate cộng 1 với trừ 1. À, mình cộng vô thì nó thay cái dòng nãy thôi chứ không có cộng dòng lên được. Úp gách là 2.000. Giảm giá là sao? À, thiếu một pha lê nữa. Nâng xong cái giờ này mới giảm giá. Giảm giá là còn 800 lựu đạn nhà nó. Này tới 30.000 luôn. Ủa sao nó hiển thị 30.000? Trời ơi, 300 đồng ông nội ơi. Công hiển thị gì đó hả? Bà không? Con bà ông dám ghi 30.000. Trời ơi, ông cóc ơi. Ông đép ơi là ông đép. Ông dám ghi con số 30.000 như thế. Thôi lại ông luôn. Thực ra nó chỉ có 300 đồng thôi. Đồ lừa đảo. Đây, xong cái quét dưới này cái nữa. Ủa, tụi nó gần đây ngủ hả? Vậy 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 vậy. Rồi, thằng này nó điều tra được cái thằng mà ai hai nó dưới đó. Nên bây giờ mình xuống dưới mình bêm nó. Đơn giản gì thôi. Dám ghi 30 ngàn làm con game nó bị delay lên một cút gì đó. Mà đến bây giờ không lẽ là không ai phát hiện ra cái lỗi hiển thị đó. À, cái chỗ này nãy có sương mù nhiều nè. Mấy cái bẫy này mười mấy máu à. Ồ, nó bắn cái dính dách luôn.
Chỗ mày bắn nãy trên gì? Trời ơi, cái trụ này nó bắn ra độc. Đau. Thôi chị mẹo đi. Cái bẫy đạp nó không bên đau bằng cái bẫy bắn đó. Chị thẳng luôn, méo quan tâm bằng cái này. Chóp lên khắp mọi nơi. Nó thì chặn đường đi của chúng ta luôn rồi. Đứng đây một tí là hồi máu đầy chứ gì. Không đi được. Rồi 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 rồi. Mém nữa hẹo quá chưa này. Còn có 52 máu à. Trời đứng ở đây dính đó. Quá trời độc luôn. Đây. Mấy cái bình mà chế tạo nguyên liệu của nó đây, vô phá nó. Lạm phát nó bốc hơi luôn. Rồi, thằng Phobet.
Thằng phở bò này không biết tại sao nó lại chết luôn á. Cái vì sao vẫn nói cho cái số phận của chúng sẽ phải trả giá. Ông nội phở bò tự nhiên bùm phát ra chết luôn, trời ơi. Nãy còn mấy cái đường dưới mình chưa đi, bây giờ dòng xuống thử thôi. Vẫn chưa giết được cái thằng mà Acid 2 nữa. Game này nói chung cái yếu tố combat thì chơi ngon nghẻ. Chỉ là cái game này lâu lâu nó có lỗi hơi bị nhiều thôi, chứ mà xây dựng cái yếu tố ở cái học viện á nó không có hay ho cho mấy. Biết là xây cái yếu tố môi trường học viện cho nó giống con Persona đó, nhưng mà nó làm hơi nhạt quá, không có chiều sâu nhiều cho lắm. Cái gì đây? Không có gói phần thưởng nào trong mà cái nhiệm vụ lần này. Cộng được 1.000 thiệt. Chưa lên được level 5 nữa. Có hai đứa này lên được level 5 rồi nè. Chào phó bò. Edison đã kể tôi nghe về cái đội cái nhóm mà ưu tú hàng đầu của bạn rất xuất sắc trong cái nhiệm vụ đội bỏ kẻ thù gần đây, mà không tạo ra quá cái nhiều cái tiếng ồn ảnh hưởng. Nó làm như mình là sát thủ vậy đó, chúng ta là học sinh nha. Có vẻ như bạn đã có đủ những kỹ năng cần thiết để tham gia vào cái nhóm của tôi đó, không phải đùa đâu. Rồi. Thằng này nó lại là vampire vậy? Nó mới level 2 à? Chắc phải nhét nó vô đội hình rồi đi nuôi nuôi nó lên dần dần á. Em đó là mồi nhử. Phải hy sinh hai cái thẻ bài nữa để lấy hai cái này. Cái này là cái gì ta? Rồi đạn đạo hả? À? Ngon, lấy đạn đạo cũng được á. Coi như là gấp đôi luôn rồi chứ còn cái gì nữa. Em này thì không cần đạn đạo đâu. Mana cũng không cần.
Thằng này là hút máu à? Vậy cho nó đi làm tăng cơ luôn cũng được. Này có khiêu chảy máu cũng khá ngon nè. Con này nó làm tăng luôn. Cái này nó cắn càng chảy máu càng nhiều quá thì nó cắn cái này lên nó gây hồi máu rồi nữa. Cái này thì bắn ra 3 tia máu. Hai cái này được rồi. Sao lại là A, Z, E, G? Cái này là cái quái gì vậy? Q, W, E, G chứ sao A, Z, E, G? Không hiểu cho lắm. Trời ơi, nó trừ tiền kìa. Selena lại đi vào cái câu lạc bộ đêm nữa rồi. Thằng này mà chơi game không nập thẻ hay gì mà 150 nó nè. Đi xem gặp trăm mười mấy. Hai này nó đi gặp coi phim với nhau hả? Hai đứa này tán tỉnh với nhau à. Rồi nó hồi phục đầy đủ hết rồi. Đáng lẽ đầy đủ thì nên cho nó tự động ra đi chứ. Cái này lên cao cao thì chắc cũng đủ á. Mình có 5 nhân vật mà mỗi nhân vật nó tương tác với nhau thì sẽ là 5 4 3 2. 5 4 3 2. Vậy là có tới 11 cái cặp tương tác với nhau lận. Ủa ở đâu? Ờ đúng rồi, 5 4 3 2. 11 cặp tương tác chéo chéo với nhau lẫn nhau. Thôi, game này chơi đến đây được rồi. Cũng được đó. Ngoại trừ cái cốt truyện nó hơi đẩy nhanh, nhanh tiến độ quá. Cái lời thoại nó cũng hơi chê em tí. Thì ngoài ra là con game này nó làm tốt về mọi mặt. Lâu lâu xuất hiện một số cái lỗi bớt không đáng có. Cái phong cách đồ họa nó thì rất ấn tượng đó nha. Tuy nhiên cái bối cảnh thế giới nó hơi bó hẹp một chút. Gọi là cái trường học. Nhưng mà những gì chúng ta thấy chỉ là mỗi cái hàng lang nãy giờ thôi. Cái cảnh nền á, không có được vẽ nhiều. Cái thứ hai nữa là gameplay nó thì coi như lỗ. Nhiều cái trạng thái hiệu ứng nguyên tố nó dục dập quá nên có thể chưa làm quen ban đầu. Cái thứ ba là lời thoại nó hơi đơn giản. Còn lại thì mọi thứ ổn áp hết. Rồi, game cũng mà khá tốt đó nha. Chứ không đến mức mà miss xịt như trên Steam đâu. Đấy, con game này làm như thế này là cũng ổn lắm rồi. Có điều marketing hơi kém hay sao á, nhưng nên không có được như mong đợi. Rồi, bye bye anh em. Có thời gian tôi sẽ thử qua mấy con game mới nữa. Sắp tới thì sẽ là ưu tiên mấy con game này. Có thể là con này hoặc là con này. Rồi, bye anh em.